Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập đảng bộ và 15 năm tái lập tỉnh, trong mục tinh hoa phố hiến của chúng tôi ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh và những thông tin thú vị về nhà văn Nguyễn Công Hoan, niềm tự hào của đất và người Hưng Yên. Về đồng tỉnh Huê Cầu, đồng tỉnh bán thuốc Huê Cầu nhuộm thâm. Thưa quý vị và các bạn, Huê Cầu hay chính là làng Xuân Cầu, xã Nguyễn Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Mảnh đất đi vào những câu ca dao đằm thắm ngọt ngào ấy đã sinh ra và nuôi dưỡng những tâm hồn nghệ sĩ, những người chiến sĩ cách mạng anh hùng. Một trong những người con ưu tú của mảnh đất này chính là một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động kiên trung, nhưng trên hết, ông là một nhà văn đại tài của văn học Việt Nam, đó là nhà văn Nguyễn Công Hoan, bậc thầy về truyện ngắn Trào Phúng, cây đại thụ của văn xuôi Việt Nam. Con người ấy đã bám rễ rất chặt vào cuộc đời và sống hết mình trên những trang viết và để lại cho đời những tác phẩm thấm đẫm giá trị nhân văn. Dòng nước ngọt ngào của con sông Nghĩa Trụ và lòng đất mẹ thiêng liêng đã hun đúc cho mảnh đất quê hương có bề dày truyền thống khoa bảng và truyền thống anh hùng cách mạng. Tiêu biểu là gia đình nhà văn Nguyễn Công Hoan. Từ những người anh em ruột của nhà văn như liệt sĩ Nguyễn Công Mỹ đến những người anh em họ như Tô Chấn, Tô Hiệu, Tô Dĩ hay còn gọi là Lê Giản, và cả những người con trai thân yêu của mình như liệt sĩ Nguyễn Tài Khoái đều là những chiến sĩ cách mạng kiên trung. Năng khiếu trời cho cùng với truyền thống gia đình đã giúp cho nhà văn Nguyễn Công Hoan trở thành một chiến sĩ hết lòng vì dân vì nước, một nghệ sĩ tài hoa. 74 năm có mặt trên cuộc đời, nhưng sức sống của nhà văn Nguyễn Công Hoan thì không bao giờ là một con số giới hạn với công chúng, với bạn đọc và với những người thân yêu trong gia đình nhà văn. Đúng như lời tựa một cuốn sách mà nhà văn Lê Minh, con gái út nhà văn Nguyễn Công Hoan đã hồi tưởng những ký ức về người cha kính yêu. Trong đời sống tâm linh, không có dấu ấn của thời gian, không có sự cách biệt âm dương, và tình yêu gắn kết gia đình và những bí ẩn thiêng liêng đầy sức mạnh không thể tìm cách lý giải. Hình ảnh về nhà văn Nguyễn Công Hoan, một người cha mẫu mực, một nhà văn đại tài và một người chiến sĩ cách mạng thầm lặng hy sinh vẫn luôn sống động trong ký ức của nhà văn Lê Minh. Đến thời Nhật ấy, thì là nó đến là nó bắt cụ, hôm cụ đương sốt lắm thì cụ bà mới bảo là ông đương sốt. Đầu tiên nó đến hỏi con gái đâu thì cụ mới nói dối là nó bị lao phổi, lên Hà Nội chữa bệnh rồi. Thế là nó xích luôn cho cụ, nó mang đi, nó giam ở nhà Dầu Sen bây giờ ấy con ạ. Tức là cái chỗ cơ quan khoa học ở phố Trần Hưng Đạo ấy. Ở dưới hầm ấy là toàn giam tù cả đấy, tù Nhật ấy. Thế đến cách mạng tháng 8 thì là được giải thoát, cụ về. Sau này khi cụ về Nam Định ấy, thì lúc bây giờ là có ông Khải, sau này gọi là Lê Đức Thọ đấy. Từ đó ông mới bàn bạc với lại những, vì ông ở tù về thì được phân công là về cái vùng ấy thì phải tạo điều kiện để hoạt động. Thế thì ông mới bàn với những ông Trần Bảo, lúc bây giờ là thợ của nhà máy dệt Nam Định ấy, và một số ông đến để đem đưa cho cụ những báo chí cách mạng đấy. Chứ còn thời Nguyễn Thái Học thì cụ chỉ biết tham gia thế thôi, rồi ông Nguyễn Thái Học bị bắt. Nhưng mà sau này mà chính thức được nhiều cái hoạt động về cách mạng là cái thời ông Khải này về. Sớm giác ngộ chủ nghĩa cộng sản và tham gia hoạt động cách mạng, ông đã bị mật thám lùng sục và bắt đi tù. Không chỉ một mình làm cách mạng, cả bà Vũ Thị Yến là vợ nhà văn cũng đã nuôi giấu rất nhiều cán bộ cách mạng, dù biết mật thám tay sai vẫn thường xuyên rình rập. Sau này, bà được nhà nước cấp bằng có công với nước. Mà này, cán bộ cách mạng cứ đi về về nhà mình sành sạch. Thế mà này, cụ bà cũng không sợ, cụ ông chẳng sợ, cứ việc đi mà về. Mà mật thám thì theo dõi từng tí một, nay lục mai soạn, ngày kia gọi ra, cụ cũng chẳng sợ gì cả. Vì cả gia đình nhà mình đi làm cách mạng, nhưng mà ở cái tuổi mà làm được thế, mà nuôi một đàn, không những con, em đi tù về, nghĩa là nghèo lắm. Thế mà không bỏ cách mạng, thì đúng là một người kiên cường vô cùng. Cho nên cô phải dùng chữ chiến sĩ là như thế đấy. Chứ xưa nay người ta chỉ nhìn ông ấy là nhà văn, nhà giáo thôi.
chứ không ai nhìn ông là chiến sĩ cả. Nhưng mà cô là người nhìn ra ông là chiến sĩ. Nếu ông không là chiến sĩ thì cô cũng không đi hoạt động được. Mà những ông anh cô bị tù về thì ông mới giữ diệt ở nhà chứ ông không cho đi đâu. Thế mà cái ông anh ấy thì 3 lần vào tù ra tội chứ có phải ít đâu. Rồi cuối cùng ông cũng hy sinh. Bây giờ ông nằm mộ liệt sĩ Nam Định. Thế còn ông đến thế mà đến lúc bảo rằng cho cái ông thứ hai này đi. Theo nhau mà đi làm cách mạng. Người thì ngồi tù, người thì rồi lại đến chống Pháp, rồi lại đến chống Mỹ, cũng lại ra đi. Không bao giờ ông phải nản câu gì. Không bao giờ ông tỏ ra một nỗi buồn gì. Thế còn với các cháu, ông thương lắm. Dạy dỗ từng tí một. Mà không bao giờ ông để cho ai nhìn thấy ông buồn. Sau cách mạng tháng 8, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã chính thức gia nhập quân đội. Ông làm báo Quân đội Nhân dân, rồi giám hiệu trường Lý Thường Kiệt, dạy văn hóa cho cán bộ cao cấp trong quân đội. Sự mẫu mực của một người thầy giáo, hài hòa với chất nghệ sĩ và tấm lòng giản dị, đôn hậu đã tạo nên những ký ức đẹp về người thầy, người chiến sĩ Nguyễn Công Hoan trong lòng đồng chí, đồng đội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã từng gắn bó với nhà văn Nguyễn Công Hoan, đã ghi nhận những đóng góp của nhà văn với quân đội Việt Nam bằng lời cảm ơn của quân đội với nhà văn trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tôi muốn nói lời cảm ơn của quân đội với anh Nguyễn Công Hoan. Đến hôm nay, công chúng và các thế hệ học trò vẫn luôn nhớ đến ông, một người thầy giáo, một chiến sĩ cách mạng, một nhà văn đại tài, bậc thầy về truyện ngắn trào phúng của văn học Việt Nam và rất nhiều tiểu thuyết có giá trị như Bước đường cùng, Tấm lòng vàng, Đống rác cũ, Thanh đạm. Thưa quý vị và các bạn, từ mảnh đất quê hương, những người làm chương trình tạp chí văn hóa chúng tôi đã có chuyến hành trình tới thăm nhà văn Lê Minh, người con gái út của nhà văn Nguyễn Công Hoan, nơi đây lưu giữ rất nhiều những hình ảnh và những tác phẩm quý giá về nhà văn Nguyễn Công Hoan. Và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những thông tin thú vị về cuộc đời cũng như là văn nghiệp của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Bằng tiếng cười chính nghĩa, ngòi bút nhà văn có sức chiến đấu mạnh mẽ với những cái xấu, cái dầm đời trong xã hội cũ và thấu hiểu cho những nỗi khổ tận cùng của lớp dân nghèo nông thôn và thành thị. Hiện thực cuộc sống xuyên suốt trong các tác phẩm của ông là một bức tranh đời sống với hai mảng màu đối lập. Một bên là những phận người lao động lầm than, một bên là những kẻ quan lại cường hào ăn trên ngồi chốc. Những anh pha bị ức hiếp đến bước đường cùng, những thế lực quan lại tham lam với sức mạnh xoay chuyển của đồng tiền như những đồng hào có ma, hay những cảnh trời tranh tối tranh sáng, những kiếp người ngựa ngựa người. Tất cả đã trở thành những ám ảnh trong một xã hội nhiễu nhương lúc bấy giờ. Nhà văn đã viết lên những tác phẩm ấy như là sự tri ân với những kiếp người lầm than, giúp họ được đứng lên đấu tranh, giành quyền sống, quyền làm người, đạp đổ những thế lực chèn ép. Đúng như tâm sự khi nhà văn viết tác phẩm Bước đường cùng, tôi viết cuốn Bước đường cùng, một chuyện dài về nông dân để trang trải món nợ lòng đối với anh em cộng sản ở Nam Định. Cái sự kiện vùng dậy của anh Pha chưa đúng với thực tế hồi bấy giờ, nhưng cuối cùng tôi cứ cho anh nông dân ấy vùng dậy. Đó là vì tôi đã chịu ảnh hưởng trong các sách báo cộng sản hồi bấy giờ. Điều đặc biệt trong các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Công Hoan chính là nghệ thuật từ những tiếng cười. Ông đã dùng ngòi bút chiến đấu bằng tiếng cười chính nghĩa, tài năng mà thâm thúy. Nguyễn Công Hoan là một cái nhà văn hiện thực tiêu biểu hàng đầu của Việt Nam ở cái thế kỷ 20. Cái công lớn nhất của nhà văn Nguyễn Công Hoan và cái thành tựu lớn nhất của nhà văn Nguyễn Công Hoan là đặt nền móng cho cái thể truyện ngắn của nước ta. Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan thì đặc biệt là nó có hai phương diện. Phương diện thứ nhất là hài hước, châm biếm. Tất cả những thói hư tật xấu ở trên đời này, mà chỉ gói lại trong một cái tình huống, trong một đẩy một cái kịch tính lên rất cao và kết thúc rất nhanh. Cho nên có thể nói là truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan ấy, mang một cái châm biếm, cái đả kích sâu cay nhưng mà rất nhẹ nhàng, gây một cái tiếng cười rất là sâu cay, đặc biệt là đả kích cái bọn phong kiến quan lại, đả kích những cái thói hư tật xấu, những kẻ hợm đời ở trong cái xã hội này. Và trong cái tác phẩm truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan thì có yếu tố kế thừa được những cái truyền thống, cái chuyện tiếu đông, chuyện dân gian, ngụ ngôn của Việt Nam. Cái điều này là cụ Hoan rất là giỏi.
Cái điều thứ hai rất quan trọng là Nguyễn Công Hoan là một nhà tiểu thuyết hiện thực lớn của đất nước. Trong đó nổi bật nhất là cái tác phẩm Bước Đường Cùng. Có thể nói tác phẩm Bước Đường Cùng là một cái tác phẩm hiện thực, sâu sắc, có sức tố cáo cái tội ác của thực dân phong kiến. Đó là một cái tiếng báo hiệu cái đêm trước của cách mạng tháng 8. Thấy là nhà văn Nguyễn Hoan, tức là trong cả cuộc sống lẫn trong cái chuyện của cụ, thế là cái chất hài hước nó là cái thường trực, cho nên là nó đã tạo được cái men cho những người đọc, tức là thấy nó có cái sức động, rồi là có cái hài, có cái gây cười. Tất nhiên là đấy chỉ là một cái phương tiện, thế còn cái bản chất của vấn đề thì là qua đó thì nhà văn mới gửi gắm đến người đọc. Ngoài bút của ông mang giàu cái chất hiện thực của cuộc sống, tác phẩm Bước Đường Cùng chỉ là một trong những tác phẩm xuất sắc của ông thôi, còn chuyện ngắn của Công Hoan cũng rất đặc biệt. Và nhiều người cũng so sánh chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan với một số những cái nhà văn lớn của nước ngoài, ví dụ như họ so sánh với Sekhov của Nga hay là Maupassant của Pháp. Và Nguyễn Công Hoan đã đóng góp cái mảng hiện thực, nhưng mà là hiện thực trào phúng rất là Việt Nam. Những cái chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan đến nay đọc thì người ta vẫn cứ là thấy là nó cái hài hước châm biếm của ông rất là rõ. Đấy là cái đặc điểm riêng của Nguyễn Công Hoan, mà trong cái nền hiện thực, văn học hiện thực lúc bây giờ thì mỗi người cũng một phong cách, và Nguyễn Công Hoan có cái phong cách riêng đó. Nhà văn Nguyễn Công Hoan đã bám rễ rất chặt vào cuộc đời và sống hết mình trên những trang viết, mà tiêu biểu là tần suất làm việc ở cấp độ rất cao. Cuốn Bước Đường Cùng dày hơn 200 trang, ông hoàn thành trong có 2 tuần. Cuốn Tranh Tối Tranh Sáng dày hơn 300 trang, ông hoàn thành sau 29 ngày. Đống Rác Cũ dày hơn 1.000 trang, ông cũng chỉ hoàn thành trong có 10 tháng. Vừa lo toan chu toàn cuộc sống gia đình, nhà văn Nguyễn Công Hoan vừa để lại cho đời một khối lượng tác phẩm đồ sộ với hơn 200 chuyện ngắn, gần 30 chuyện dài cùng rất nhiều tiểu luận văn học có giá trị. Ông là chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 tháng 9 năm 1996. Đây là sự ghi nhận tài năng và sự cống hiến xuất sắc của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Ông còn được công chúng trên khắp thế giới biết đến. Trong cuốn Bách Khoa Toàn Thư của Liên Xô, lần đầu xuất bản có tên 3 danh nhân Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà văn Nguyễn Công Hoan. Bạn đọc trên khắp năm châu yêu thích các tác phẩm của ông, nên đã rất nhiều nước trên thế giới có sách dịch các tác phẩm của nhà văn. Những tác phẩm như Bước Đường Cùng, Tranh Tối Tranh Sáng, Chuyện Cụ Bá Mất Giày, v.v. được dịch ra nhiều thứ tiếng như tiếng Nhật, Trung Quốc, Ba Lan, Pháp, Nga, v.v. và rất nhiều ngôn ngữ khác. Và ở trong nước, cho đến năm nay, không năm nào không có sách của ông ra đời. Bác Hoan cũng đã từng đi giao lưu với các cái nhà văn quốc tế ở Trung Quốc, ở Liên Xô trước đây. Và cái chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan được đánh giá rất cao ở nước ngoài. Người ta ví chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan như là Gogol ở Nga. Thì như vậy là vị trí văn học của bác Nguyễn Công Hoan rất lớn và xứng đáng là được Đảng và Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Hình ảnh một nhà văn với điếu thuốc trên tay và đôi mắt nhìn xa xăm không chỉ sống trong không gian căn phòng này, trong ký ức của nhiều bạn đọc yêu thích, mà còn hiện hữu rõ trong căn nhà mà ông đã từng sinh sống, nay là trụ sở của Báo Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, có người nói vui rằng cuộc đời của nhà văn Nguyễn Công Hoan gắn liền với những con số 6 thú vị. Và chính tại căn nhà số 66 phố Thợ Nhuộm này, vào ngày 6 tháng 6 năm 2006, Báo Công an Nhân dân đã long trọng tổ chức buổi lễ gắn biển tên nhà văn Nguyễn Công Hoan. Đây chính là căn nhà văn đã sống và sáng tác suốt 12 năm cuối đời. Những nhà báo Công an Nhân dân vẫn luôn tự hào vì được làm việc dưới căn nhà này. Và nhà văn Nguyễn Công Hoan vẫn luôn là niềm tự hào, là tấm gương sáng cho tất cả những người làm báo Công an Nhân dân nói riêng và những thế hệ cầm bút viết văn viết báo nói chung. Sinh ra trên quê hương Hưng Yên, sau những năm tháng miệt mài cống hiến cho đời, hôm nay đất mẹ đón về đây người con ưu tú Nguyễn Công Hoan, một nhân cách lớn, một nhà văn tài ba, tâm huyết với đời, với nghề. Hình ảnh nhà văn Nguyễn Công Hoan không chỉ sống trong ký ức của những người thân,
mà còn sáng mãi trong niềm tự hào của đất và người Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, với nhân cách và sự tài ba của mình, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã có sức sống lâu bền trong lòng công chúng qua mọi thời đại. Tên ông đã trở thành tên đường, tên phố ở cả thủ đô Hà Nội và rất nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Bất kể người dân Hưng Yên nào, mỗi khi được đặt chân trên con đường vinh dự mang tên nhà văn Nguyễn Công Hoan, lòng đều dậy nên những niềm tự hào khôn tả. Và con đường mang tên nhà văn đại tài này đặt ở giữa trung tâm thành phố Hưng Yên cũng chính là niềm tự hào của đất và người quê nhãn đã sinh ra một người con ưu tú, nhà văn Nguyễn Công Hoan. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Tạp chí Văn hóa hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.